Rồi hôm nay các bạn sẽ qua cái phần listening ha, thầy nói chút xíu thì cái phần listening của mình sẽ có 4 phần nha các bạn. Phần reading thì 3 phần nhưng mà đây sẽ 4 phần và 40 câu ha. Nó sẽ chia đều là phần 1 là 1 đến 10 câu. Là 10 câu ha. Rồi phần 2 cũng chút nữa mình nghe luôn là cũng là sẽ tới câu 20. À. Và phần 3 ha, phần nâng cao thì tới 30 và cuối cùng là phần 4 ha. Thì bên cao 1 mình chỉ nghe 1 2 thôi. Thì các bạn sẽ phần 1 là cũng sẽ xoay quanh những câu hỏi rất thông thường đó là tên, tuổi, số điện thoại hoặc là danh hoặc là một cái từ vựng, nói chung là từ vựng cũng dễ thôi, nói chung là thông tin thường sẽ là thông tin dễ ha, cũng để nói chuyện giữa hai người. Về những cái thông tin như xin việc làm, đăng ký học, mua đồ hay cái gì đó thì nó cũng đơn giản ha. Giống như hôm nay mình sẽ học đó là job inquiry là thông tin công việc, thông tin việc làm là hỏi về công việc ha. Rồi hỏi về công việc ha. Thì nó sẽ yêu cầu mình ghi không hơn ba từ và hoặc một số. Nghĩa là cái từ các bạn sẽ ghi là 1, 2 hoặc 3. Rồi đi chung với một số hoặc là số đứng một mình ha các bạn. Rồi thầy gợi ý và bắt đầu mình nghe ha. Thì phần cơ bản, lớp cơ bản mình thì mỗi phần mình sẽ được nghe từ 2 tới 3 lần luôn nha. Thì thầy nói nè, các bạn đầu tiên thầy dẫn bấm hai lần trước. Thì lần 1 tất cả thử sức cho thầy thử mình nghe được hay không rồi phần lần hai thì nếu mà bạn nào cảm thấy nghe tốt đó, nghe tiếp lần hai để mình tăng số câu còn bạn nào chưa tốt thì các bạn có thể tải cái file thầy có gửi sẵn ở đó code script luôn cho thầy ha tại vì một tại vì nếu mà các bạn nghe chưa tốt thì à, có thể nghe nữa nó sẽ khó nghe cho nên các bạn cứ tải và vẫn nghe nhưng lúc này mình sẽ dùng script hỗ trợ luôn nghĩa là các bạn sẽ nhìn câu hỏi và code script luôn ha có script luôn ha, đó thầy có để sẵn luôn rồi, thì các bạn có thể uh, sử dụng rồi, thì thầy, thầy cũng sẽ gợi ý cho các bạn và các bạn làm thử ha thì thầy dặn nè, các bạn uh, thầy dặn một chút ha rồi, các bạn đợi chút ha Các bạn nào khá mà có nghe phần 1 với 2 của cái phần test này rồi thì chút nữa các bạn 9 giờ 45 hay 10 giờ lên nghe phần 3 4 là được ha, là được rồi. Mình sẽ làm phần nâng cao thôi. Rồi. Có bạn nào muốn ở lại nghe nghe lại vẫn được ha nếu mà nghe lại thì nhớ mục tiêu cho thầy đó là nghe ra chữ ha thầy, thầy nói luôn cả lớp nè mục tiêu cuối của mình tại vì cái phần nghe thì thực ra từ vựng đánh vô là không có khó cái trọng tâm đó là cái tốc độ nghe và mình quen cái âm ha các bạn nghĩa là mình sẽ hướng tới việc là nghe ra câu cho thầy luôn nhé mình sẽ nghe ra chữ nó nói cái gì luôn mình sẽ nắm kịp tốc độ âm luôn ha nghe ra câu cùng với thầy ha ok chúc đây chúc em nghe cái phần ba bốn đây ha rồi mình sẽ mục tiêu mình sẽ nghe ra câu luôn cho thầy à, và chút nữa nếu như hôm nay nếu như ca một các bạn làm tốt Và nghe thì chút nữa bạn các bạn thử sức k hai luôn cho thầy ba bốn ha để mình xem cái khả năng mình nghe tới đâu nha rồi mình vô nghe các bạn thì thầy gợi ý trước nhớ nghe mục tiêu của mình là thầy còn chút nữa thầy sửa bài thầy sẽ hướng cho các bạn là tập nghe ra câu luôn nhé nó hỏi là loại hình công việc là gì ha rồi làm việc tại nhà hàng loại hình công việc là gì? Nó sẽ có hai hoặc ba từ nó về công việc ha. Số giờ làm việc là 12 tiếng nè, cần xin phép làm việc và làm việc tại chi nhánh gì? Đây sẽ là địa chỉ ha. Nó sẽ đọc tên, chú ý cho thầy thường cái địa chỉ nó sẽ đọc một cái tên riêng và cái chữ đường. À cái chữ đường thì nó sẽ không phát âm lại. Nó sẽ phát âm tên riêng cho các bạn nhớ ghi, ghi kịp cho thầy. Còn cái chữ đường, cái chữ road, street hoặc là Avenue à, Đại lộ này nọ đó Road, Street, Avenue, Highway Thì thường nó cũng sử dụng chữ dễ ha các bạn Cho nên các bạn an tâm Road hoặc là Street là nhiều nhất ha Còn cái tên riêng chú ý cho thầy Nó sẽ phát âm theo kiểu alphabet á Các bạn nghe và ghi vô ha Hôm nay thì không có số điện thoại ha Nó có những bài đọc số điện thoại nữa à, Xe biết gần nhất thì kế bên cái gì Trả bao nhiêu tiền một giờ Các bạn nghe cái số tiền ha Lỡ à, Lỡ thêm là Bữa ăn tối miễn phí nè Trả thêm khi bạn làm việc vào Ngày mấy ha Ngày gì chứ Rồi Transport home sẽ chở mình về nhà Khi bạn làm việc Lúc mấy giờ Chú ý cho thầy ha Làm việc lúc mấy giờ Thầy có gửi luôn Tại vì cơ bản thì thầy sẽ gửi trước luôn à, Năng lực yêu cầu thì Năng lực gì Và khả năng gì Ability to do something ha Phỏng vấn vào thứ 5 6 giờ mình sẽ ghi cái ngày ha các bạn ngày mấy tháng mấy thì cái này cái ngày các bạn ghi số rồi không cần ghi chữ ND ST gì hết nha cứ ghi ngày và tháng và cuối cùng là tên của quản lý ha đây thì nó sẽ đọc qua cho bạn rồi thầy sẽ bấm trước mắt thầy sẽ bấm hai lần cho các bạn nhé các bạn cứ ghi sẵn ra đi rồi chút nữa mình sẽ cùng kiểm đáp án thì sau khi nghe xong hai lần tất cả các bạn sẽ chuyển đáp án tất cả các bạn sẽ chuyển đáp án lên giúp thầy ha rồi trước khi nghe thì điểm danh giúp thầy cái đi thầy cũng xế xế à điểm danh cái đi hai bắt đầu mình vô nghe tất cả các bạn điểm danh giúp thầy luôn ha điểm danh cái đi bắt đầu mình vô làm bài nghe nè 18 bạn nè điểm danh đủ 18 bạn bắt đầu cho nghe ha điểm danh nhé Rồi nghe nha các bạn, điểm danh giúp thầy nha. Mới có 13 bạn thôi đó, còn 5 bạn nữa đó, điểm danh giúp thầy nhé. Cambridge IELTS 9 by University of Cambridge ESOL Examinations published by Cambridge University Press. This recording is copyright. CD 1 Test 1 You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in four sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to section 1. Section 1 You will hear a man phoning to inquire about a job vacancy. First, you have some time to look at questions 1. To four. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this. Will be played first. Good evening, King's Restaurant. Uh, good evening. I'm ringing about the job I understand you have vacant. Oh, yes. The job vacancy is at a restaurant, so a restaurant has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions one to four. Good evening, King's Restaurant. Uh, good evening. I'm ringing about the job I understand you have vacant. Oh, yes. I'd like to find out a few more details, if I may. Yes, of course. Can I take your name? It's Peter Chin. Okay, Peter. Well, if you want to ask about the job, and then if we're both still interested, we could arrange for you to come for an interview. <laughs> <laughs> Great, thanks. I'm afraid I missed the advert for the job, but heard about it from a friend. That's no problem at all. What would you like to know? Well, um, what sort of work is it? Washing up? It's answering the phone. Oh! Right, fine. And not waiting at table. That'd be good. And how many nights a week would it be? Well, we're really only busy at the weekend. So, two nights? Three, actually. So, it would work out at 12 hours a week. That'd be fine. It wouldn't interfere with my studies. Are you at the university? Yes, first year physics student. Oh, right. Um, and because I'm not an EU national. Would I need a work permit? Yes, you would. Just get your tutor to sign it. That wouldn't be a problem if I were to get the job. Um, where exactly is the restaurant? Well, we have two branches. The one we're recruiting for is in Hillsdon Road. Uh, I don't know that. Uh, how do you spell it, please? It's H-I-double-L-S-D-U-double-N-E -L -L -N Road. Mm, got that. Thanks. Is it near a bus stop? Yes. The nearest one would probably be just beside the library. Oh, yes, I know it. That'd be fine for me. And could I ask about the pay? We're offering £4.45 an hour. That's very good. My last job was £3.95 an hour. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions five to ten. Nhớ điểm danh giúp thầy nha các bạn. Now, listen and answer questions five to ten. We feel it's pretty good and we also offer some good fringe benefits. Really? Well, we give you a free dinner so you eat well. Right. Better than hostel food. <laughs> we certainly hope so. And we also offer extra pay for working on national holidays. Oh, well, that's a really good perk, isn't it? Yes, we think so. And then, because of the difficulties of getting public transport, if you're working after 11 o'clock, we drive you home. Oh, that's good to know. Well, we'd certainly be interested in inviting you for an interview, if you're still interested. Oh, yes, certainly. Could I just also ask what qualities you're looking for? Well, for this particular job, we want a clear voice, which you obviously do have. <laughs> Thanks. And you must be able to think quickly, you know. Well, I hope I... So, when could you come in for an interview? We're actually quite quiet tonight. Uh, sorry, I couldn't come tonight. Or tomorrow, I'm afraid. Uh, Thursday's OK. That'd be 22nd of October. Fine. After 5pm? Yes, fine. Would 6 o'clock be OK? Perfect. And could you bring along the names of two referees? Yes, that's fine. No problem. Good. I look forward to seeing you. Oh, uh, by the way, who should I ask for? Oh, yes, of course. Sorry. My name is Samira Manuja. Uh, can you spell that, please? M A N U J A. Okay. I've got that. Thanks very much. Look forward to seeing you later on, then. That is the end of section one. The job vacancy is at a restaurant, so a restaurant has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions one to four. Good evening, King's Restaurant. Uh, good evening. I'm ringing about the job I understand you have vacant. Oh, yes. I'd like to find out a few more details, if I may. Yes, of course. Can I take your name? It's Peter Chin. Okay, Peter. Well, if you want to ask about the job, and then if we're both still interested, we could arrange for you to come for an interview. <laughs> <laughs> Great, thanks. I'm afraid I missed the advert for the job, but heard about it from a friend. That's no problem at all. What would you like to know? Well, um, what sort of work is it? Washing up? It's answering the phone. Oh, right, fine. And not waiting at table. That'd be good. And how many nights a week would it be? Well, we're really only busy at the weekend. So, two nights? Three, actually. So, it would work out at 12 hours a week. That'd be fine. It wouldn't interfere with my studies. Are you at the university? Yes, first year physics student. Oh, right. Um, and because I'm not an EU national, would I need a work permit? Yes, you would. Just get your tutor to sign it. That wouldn't be a problem if I were to get the job. Um, where exactly is the restaurant? Well, we have two branches. The one we're recruiting for is in Hillsdun Road. Uh, I don't know that. Uh, how do you spell it, please? It's H I double L S D U double -N -N road. Got that. Thanks. Is it near a bus stop? Yes. The nearest one would probably be just beside the library. Oh, yes, I know it. That'd be fine for me. And could I ask about the pay? We're offering £4.45 an hour. That's very good. My last job was £3.95 an hour. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. Now, listen and answer questions five to ten. We feel it's pretty good and we also offer some good fringe benefits. Really? Well, we give you a free dinner so you eat well. Right. Better than hostel food. <laughs> we certainly hope so. And we also offer extra pay for working on national holidays. Oh, that's a really good perk, isn't it? Yes, we think so. And then, because of the difficulties of getting public transport, if you're working after 11 o'clock, we drive you home. Oh, that's good to know. Well, we'd certainly be interested in inviting you for an interview, if you're still interested. Oh, yes, certainly. Could I just also ask what qualities you're looking for? Well, for this particular job, we want a clear voice, which you obviously do have. <laughs> Thanks. And you must be able to think quickly, you know. Well, I hope I... So, when could you come in for an interview? We're actually quite quiet tonight. Uh, sorry, I couldn't come tonight. Or tomorrow, I'm afraid. Uh, Thursday's OK. That'd be 22nd of October. Fine. After 5pm? Yes, fine. Would 6 o'clock be OK? Perfect. And could you bring along the names of two referees? Yes, that's fine. No problem. Good. I look forward to seeing you. Oh, uh, by the way, who should I ask for? Oh, yes, of course. Sorry. My name is Samira Manuja. Uh, can you spell that, please? M A N U J A. Okay. I've got that. Thanks very much. Look forward to seeing you later on then. Rồi cả lớp ghi cho thầy đáp án từ 1 cho tới 10 ha. Các bạn cứ ghi đi. Giờ chuẩn bị thầy bật lên. Điểm danh giúp thầy ha. Tất cả các bạn mới có 14 bạn thôi. Còn 5 bạn nữa. Còn 4 bạn nữa. Rồi kiểm ha các bạn, thầy mới coi xong rồi. Rồi mình cùng kiểm nhé. thầy nhắc lại ha, bạn nào chưa điểm danh, điểm danh giúp thầy nghe các bạn ơi. Còn 6 bạn nữa. 14 còn 6, còn 5 bạn nữa nha. Rồi kiểm đáp án ha. đây nó đây nhớ chú ý luôn ha à, câu số 1 là answering the phone à, cứ ghi answering the phone đi bạn nào ghi answer phone cũng được nhưng mà cứ ghi đúng tốt nhất là ghi đúng như trong cái file ha rồi à, đúng rồi các bạn tốt nhất là ghi đúng trong cái file ha? rồi answer hoặc answering đều được uh, his houston library 445 nghe các bạn ghi rõ luôn ha Tại cái cái số 4 trong hình nó chỉ là cái số câu thôi nha các bạn. Các bạn nào mà có ghi lộn thì cứ ghi lộn, rõ lại đi. Không sao nhé. Tại đó là cái câu hỏi nha, thứ tự câu hỏi nha. National holidays thêm S vô cho thầy. Có S nha các bạn. Nhớ nha, nó sẽ có tính. Nếu mà nó có đọc S mà mình phải ghi rõ luôn. S nha các bạn. Rồi à. after 11 o'clock. Rồi, thì các bạn ghi after 11 vẫn được nhưng mà tốt nhất ghi rõ luôn clear voice think quickly October Manager rồi các bạn kiểm ha thầy có coi hết rồi đó nhớ nha chú ý cho thầy luôn cả những cái phần có s hay không s nhé rồi lớp mình có ai đúng hết hoặc là sai một một hai câu không cái bài đầu thì mình làm quen thì thầy nếu mà các bạn đúng được một nửa là cũng ok ha, đúng được năm câu cũng tốt nha, còn bạn nào mà tốt mà có thể đạt được tới 9 hoặc 10 câu càng tốt ha. Bạn nào có đúng hết hay là sai một hai câu hay không? Rồi chuẩn bị sửa nha các bạn. sửa nhé chúng là bạn nào mà có nếu mà có nghe phần một rồi hoặc là cảm thấy nghe khá đó thì ở lại K2 làm thêm luôn ha làm thử số phần 34 nha các bạn rồi mình sửa nha sửa script nha thì cái phần sửa script là mình sẽ hiểu chính xác nó nói cái gì luôn mình sẽ hiểu mặt chữ luôn ha à, xin chào buổi chiều tôi à, xin chào buổi chiều ha King rồi cái này nó ghi sẵn rồi à, xin chào buổi chiều ha tôi gọi về công việc drinking about chính là calling about công việc mà tôi biết là bạn đang tuyển dụng ha các bạn have vacant recruit à, đang tuyển dụng ha tôi muốn tìm hiểu một số về chi tiết nếu như tôi có thể chắc chắn rồi tên bạn là gì Peter Chin OK Peter nếu như bạn muốn tìm hiểu về công việc và sau đó chúng ta cùng quan tâm ha chúng ta cùng quan tâm nếu như bạn muốn tìm hiểu về công việc và nếu như chúng ta cả hai điều quan tâm thì chúng tôi có thể sắp xếp cho bạn đến phỏng vấn ha cảm ơn tôi sợ là tôi à, mất cái tờ thông báo đó về công việc ha nhưng có nghe nó từ một người bạn không vấn đề gì thế bạn muốn biết thông tin gì loại hình công việc là gì à, câu đầu tiên ha side of work chính là short of work thì đầu tiên nó có bảy mình là cái để was enough nó là câu nghi vấn thôi không phải đáp án ha điểm bảy đầu tiên câu nghi vấn và đáp án chính xác của nó là answering the phone hmm. Thầy khuyên là các bạn nên ghi chính xác ở trong cái file nghe nó kêu nó nói như thế nào đó. Các bạn cứ ghi chính xác luôn cho thầy ha. Tại có những cái thì có thể thay thế được nhưng mà thầy khuyên là nên ghi đúng. đúng. Có thể thay thế về ngữ pháp hay từ vựng nhưng mà thầy khuyên là ngữ pháp chứ thầy nhầm, ngữ pháp nhé. Nhưng mà nên ghi chính xác ha. Đối với thầy là nên ghi chính xác luôn. Có những cái danh từ á nó có s hoặc nếu theo người Pháp là có s hay không s là dạng ghi số số ít hoặc số nhiều đều được nhưng mà thầy khuyên là nên ghi chính xác trong cái file nghe như thế nào mình cứ ghi như vậy ha. Uh, not to wait in the table. Bỏ các bạn. Wait at table có nghĩa là bỏ bạn á, waiter của mình đó ha. Cũng là một cách nói luôn. Thì nó có điểm 7. Ở đây chính là cái từ mấu chốt của nó là not. Không phải ha. Vậy thì không cho đáp án. That'd be good. Uh, tốt. Thế bao nhiêu đêm một tuần Thật sự thì chúng tôi rất bận vào cuối tuần ha. Hai đêm hả? Ba đêm thật sự. Nó sẽ diễn ra ha. Workout diễn ra 22 tiếng một tuần. Rồi bây giờ tới cái khúc này thầy mới nói nè. Đó. Thật ra là khi mà các bạn nghe đáp án thường các bạn đã đoán được rồi. Nhưng mà cái mục tiêu của thầy là hướng cho các bạn và các bạn cũng luyện tập luôn đó là nghe ra từng chữ cho thầy ha. nghe ra từng câu cho thầy luôn. Cho nên là cứ làm đúng từng bước như mình đang học Đầu tiên là nghe thử sức à, Thứ hai là sửa bài thì sửa script Mình sẽ biết chính xác về cái từ vận và cái điểm 7 như thế nào đó Cái kho tài liệu thầy up lên rồi rất là nhiều ha Thì bạn nào muốn luyện tập thêm Thầy sẽ share ra và bạn nào muốn luyện tập thêm là Cứ vô đó lấy làm thêm bình thường nhé Thầy đã up lên rồi Thì thầy để thầy sẽ share lại cho các bạn Bạn nào nếu muốn luyện tập thêm cứ vô lấy ha Thầy để luôn đầy đủ cái tài liệu của đọc nghe và tài liệu tài liệu viết của giám khảo ha. Tài liệu viết hoàn chỉnh của giám khảo nha các bạn. Ừ. Viết và nói luôn, viết và nói hoàn chỉnh của giám khảo nhé. Rồi thì sau khi các bạn đọc hiểu cái script rồi thì cái bước tiếp theo đó là các bạn nghe lại nghe lại bằng cách mình, mình sẽ dẫn sẽ nhìn script nha mình sẽ nhìn script cái bước này thì trong lớp thầy sẽ không làm gì nó sẽ mất thời gian tại vì cái bước này các bạn làm được và sau khi nghe tại vì mục tiêu cái bước này là bước quan trọng nhất đó nhìn script và nghe lại và nắm kịp âm cho thầy nắm kịp cái tốc độ âm đó luyện thì các bạn cứ nhìn script nghe xong rồi sau đó các bạn không nhìn nữa cũng nghe mình cảm nhận là trong đầu mình nó chạy chữ á câu nói và tốc độ cái âm nó như thế nào mình sẽ vận dụng từ những bài dễ này mình mình làm ha rồi bắt đầu trả lời câu Bước cuối là trả lời câu hỏi bình thường Làm lại á Thì bước làm lại đó là bước hiểu chính xác luôn nhé Kể cả câu nói và điểm 7 Kể cả câu đúng và điểm 7 ha. Rồi tiếp theo à, Mình sẽ tận dụng những cái câu Mình sẽ tập nghe luôn mấy câu này cho thầy ha Mình sẽ hiểu luôn Chưa đáp án thì phần này các bạn nghe 30% là làm đúng hết á Nghe, nghe được 30% là làm đúng hết á. Thế một đêm bao nhiêu tuần <laughs> bao nhiêu đêm một tuần ha hai đêm ba đêm rồi that will tốt không ảnh hưởng interfere with my study không ảnh hưởng tới việc học của tôi thế bạn sinh viên hả đúng sinh viên nằm nhất môn vật lý right bởi vì tôi không phải là à, công dân châu ha EU national công dân châu Âu nha các bạn thế tôi có cần xin phép làm việc hay không có cứ nhờ tutor cứ nhờ giáo viên của bạn ký tên ha không vấn đề gì nếu như tôi có công việc thế chính xác là cái nhà hàng nó ở đâu à thật sự thì chúng tôi có hai chi nhánh cái chi nhánh mà chúng tôi đang tuyển dụng đó là Houston Road nó sẽ đọc phát âm lại cho các bạn ha nhớ chú ý những cái từ double cho thầy có những bài nó thích triple luôn nhưng mà chắc ít là nó không có xài nhiều double là nhiều nhất ha và như thầy nói cái chữ row hay chữ stress straight thì nó sẽ không có âm ha. Rồi để thầy chưa có gửi nha các bạn. Thầy chưa có gửi nha. À được em, em muốn ghi 22 hay là 22 ND October đều được. À thầy chưa gửi nha Xuân. Chút chút thầy gửi cho. Còn nhiều lắm, nguyên kho luôn. Với lại biết sao cái cái Google Drive nó cứ phát nó nó cứ đánh bản quyền mất tài liệu hoài. <laughs> cho nên là các bạn lên thấy cái nào trước thấy được tài liệu nào cứ xài để trước ha tại vì mấy cái file tại phải kiếm lại rồi nó không có bị mấy cái ừ. thì nói chung các bạn cứ lên cái kho cái nào mình bạn thấy cái nào cứ xài cái đó cho này ha? còn lại thì thầy vẫn sẽ sửa lại cái cái kho tài liệu kể cả trong group IELTS skill các bạn vô rồi đó ha chút nữa thầy sẽ gửi lại cái kho tài liệu và cái link vô group IELTS skill ha bạn nào chưa vô thì vô luôn ha thầy luôn up những cái bài viết cụ thể là bài thi và bài giám khảo cũng phần viết ha và phần nói còn kho tài liệu sẽ là đọc nghe là nhiều, nhiều đọc nghe là nhiều nhất ha và cái tài liệu riêng của giám khảo về phần nói viết này, thầy sẽ up lên trên cho, cho các bạn hết đó thì chút nữa thầy sẽ gửi cái link lại nhé nó cứ đánh bản quyền những cái phần đọc nghe này nhiều quá cho nên là thầy phải sửa tới sửa lùi hoài thì các bạn cứ thấy tài liệu nào cứ dùng đó luyện tập thêm ha còn cái bài chính ở lớp mình vẫn là cái bài mà thầy báo cho các bạn học ha rồi tiếp à, chính xác như hàng rồi nó có gần xe buýt hay không đúng cái gần nhất thì sẽ kế bên thư viện ha tôi biết tốt cho tôi tôi có thể hỏi về lương hay không chúng tôi trả 445 trăm pound ha nó đọc là 4 power 45 hour là 4.45 bảng á. Tốt, công việc trước của tôi là 395 395. Đây là điểm 7 ha. Cụ thể đó là last job. Thầy vẫn muốn các bạn nghe được cái này luôn, ha tại nó hai số tiền. Thì đằng trước nó nói chính xác là offering à nhưng mà đây là last job. Câu tiếp theo. Chúng tôi thật sự à, chúng tôi cảm thấy tốt rồi và chúng tôi cũng cho bạn thêm lợi ích ha. Bring benefits chính là extra benefits hoặc là additional. Các bạn biết đó đúng không? Extra hoặc là additional lợi thêm ha. Chúng tôi chúng tôi cho bạn ăn tối nè, bạn cứ ăn ha. Ngon hơn đồ ăn ở nhà nghỉ ha. À, ở nhà nghỉ hostel. Nhà nghỉ nhà thuê của mình đó các bạn. Ừ. Chúng tôi cũng hy vọng như vậy và chúng tôi sẽ cho bạn trả thêm cho bạn khi làm vị báo national holidays. À. những cái danh từ đếm được thì thường nó sẽ có s ha các bạn. Chú ý tập nghe cái này các bạn bỏ S là nó nó đánh mất cái câu rất là phí nha. Các bạn nghe được nhưng mà bị Nó ai là vậy đó. nó bắt các bạn phải ghi đúng. Đây là một lỗi tốt đúng hay không? cho đây là lỗi luôn nha. Chúng tôi nghĩ vậy và bởi vì khó khăn trong việc là đi phương tiện công cộng cho nên nếu bạn làm việc sau 11 giờ chúng tôi chở bạn về nhà. Good to know, tốt đó. À, vậy thì transport home là chở mình về nhà khi làm việc sau 11 hoặc là 11 o'clock cũng được ha. Các bạn muốn gì thêm a à? lot cũng được. Good to know. Chúng tôi thật sự rất quan tâm mời bạn đến phỏng vấn nếu bạn vẫn còn quan tâm. Chắc chắn rồi. Tôi có thể hỏi về chất lượng năng lực bạn cần hay không? Cho loại hình công việc này chúng tôi muốn clear voice. Các bạn thấy ha. Chắc chắn bạn phải có. Vậy là clear voice. Ok ha. Các bạn nào ghi a uh, clear voice vẫn được. Tại vì nó nó, ba chữ vẫn ok ha. Thanks. và bạn phải suy nghĩ nhanh ha think quickly ha. thế khi nào bạn đến phỏng vấn tối hôm nay chúng tôi rảnh đó à, tôi không thể tối đến tối hôm nay hay là ngày mai tôi sợ như vậy Thursday được nè có thể 22 tháng 4 tháng tháng 10 ha. cái này thì các bạn chỉ cần ghi số vào tháng thôi không cần ghi ND cũng được không cần ghi off luôn nha các bạn ghi số vào tháng là được rồi thì thầy vẫn muốn các bạn là nghe được mấy cái này luôn nè chứ không chỉ à, đánh giờ xong rồi thôi nó có phân tích luôn nè 5 giờ được hay không được sau 5 giờ được không 6 giờ được hay không được ha bạn có thể mang theo tên của hai người giám hộ hay không two referees giám hộ mình á còn trong đáp anh là trọng tài nha that will be fine no problem tốt không vấn đề gì tôi trong giờ gặp bạn à cho tôi hỏi là tôi bạn tên gì ha tôi sẽ gặp ai à, of course tên tôi rồi cái này thì spell lại cái tên đó, ha các bạn xong tiếp tục phần số 2 ha thì phần số 2 mình cũng sẽ diễn ra ở phần điền từ hôm nay thì chủ yếu điền từ thôi thì nếu mà chút kịp thì mình sẽ làm một cái bài test 8 luôn đây là bài thi cũ của các uh, của các bạn khá mà có làm thi thử ha thì phần test 8 này thì nó lại có phần abc à, phần này có phần này ha rồi nhưng mà nếu mà kịp còn không có thì cái tiết sau mình sẽ làm tới rồi thì gửi tiếp ha ở đây sẽ là điện từ và nó kêu mình ghi một từ và hoặc một số cái gì đó mới ha, Sportwell này tên của công ty đó các bạn cái gì mới của một công ty đồ thể thao quốc tế bên bài thì nó sẽ có thông tin này luôn nó có từ khóa luôn nhưng mà có thể nó sẽ đổi ha đổi một chút ví dụ như international nó sẽ đổi thành cái tên nước luôn à. các bạn chú ý cho thầy ha một cái gì đó của công ty này đặt tại trung tâm mua sắm phía nào của Brancaster và có cái gì liên quan tới thể thao và thiết bị có nghĩa là nó sẽ nói cái gì đó và thiết bị ha ở ba tầng đầu tiên lấy cho bạn sản phẩm trong vòng mấy ngày nghe số ngày ha các bạn và shop chuyên về thiết bị cho môn gì nó sẽ đọc nhiều môn ha nhưng mà các bạn nhớ chú ý cái câu nó nói là chuyên về môn gì nhớ nha và có khu vực đặc biệt chỉ bán hay là chỉ dành cho sản phẩm gì chú ý cho thầy câu tiếp theo Câu số 17 ha. Ở đây thì nó là ABC nhưng mà phần này vẫn dễ ha, phần ABC này dễ. Rồi phần ABC này dễ ha các bạn. Các bạn đợi chút ha. Uh, cái gì ta à vận động viên sẽ ở trong shop thời gian nào chỉ buổi sáng nguyên ngày thứ bảy nghe kỹ nha và chỉ cuối tuần và cả cuối tuần là thứ bảy chủ nhật luôn chú ý cho thầy ha à, nó sẽ nói câu nào đây ha giống nhau các bạn cứ nghe thử người đầu tiên trả lời 20 câu hỏi chính xác thì sẽ thắng được thẻ thành viên video cái lịch ha chú ý à, coi chừng nó nói là bao nhiêu câu hỏi trên 20 rồi sau đó nó mới nói đến 20 ha chú ý rồi à, mấy kiểu này nó hay bậy lắm chứ nó nói y chang 20 mình nghe dễ rồi nhiều khi số tổng là số 20 nhưng mà nó nói là à, nghe bao nhiêu câu rồi sau đó mới tới 20 hai thông tin nào mà người speaker nói về finish test à, kiểm tra sức khỏe nha các bạn thông tin nào nói về kiểm tra sức khỏe bạn cần phải đặt chỗ trước nè nó miễn phí cho người chủ tài khoản nè có nghĩa là thành viên các bạn account holder thành viên luôn nhé bạn sẽ nhận được lời hướng dẫn về cải thiện sức khỏe và diễn ra tại phòng khám đặc biệt nó rẻ vào tháng này nó sẽ là hai thông tin 19 20 là hai câu ha thì cái này các bạn ghi cái nào trước cũng được chú ý cho thầy là mình sẽ nghe a, a đến e nó sẽ có cái đoạn nói riêng và nghe câu nào trước mình quýnh trước rồi ha rồi bắt đầu nghe các bạn hai lần Section 2. You will hear part of a radio programme about the opening of a new local sports shop. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Now listen carefully and answer questions eleven to sixteen. Now we go to Jane who is going to tell us about what's happening in town this weekend. Right, thanks, Andrew. And now on to what's new. And do we really need yet another sports shop in Bradcaster? Well, most of you probably know SportsWorld, the branch of a Danish sports goods company that opened a few years ago. It's attracted a lot of custom, and so the company has now decided to open another branch in the area. It's going to be in the shopping centre to the west of Bradcaster, so that will be good news for all of you who found the original shop in the north of the town hard to get to. I was invited to a special preview, and I can promise you, this is the ultimate in sports retailing. The whole place has been given a new minimalist look with the company's signature colours of black and red. The first three floors have a huge range of sports clothing as well as equipment. And on the top floor, there's a cafe and a book and DVD section. You'll find all the well-known names as well as some less well-known ones. If they haven't got exactly what you want in stock, they promise to get it for you in 10 days. Unlike the other store, where it can take up to 14 days. They cover all the major sports, including football, tennis, and swimming. But they particularly focus on running, and they claim to have the widest range of equipment in the country. As well as that, a whole section of the third floor is devoted to sports bags, including the latest designs from the States. If you can't find what you want here, it doesn't exist. Before you hear the rest of the programme, you have some time to look at questions seventeen to twenty. Now listen and answer questions 17 to 20. The shop will be open from 9am this Saturday. And if you go along to the opening, then you'll have the chance to meet the national 400m running champion Paul King, who's coming along to open the shop. And he will be staying around until about midday to chat to any fans who want to meet him and sign autographs. Then there will be a whole range of special attractions all weekend. There will be free tickets for local sporting events for the first 50 customers, and also a special competition open to all. Just answer 15 out of 20 sports questions correctly to win a signed copy of Paul King's DVD Spring Tips, while the first person to get all the questions correct gets a year's free membership of the Bradcaster Gym. All entrants will receive a special sports calendar with details of all Bradcaster fixtures in the coming year. One of the special opening offers is a fitness test, a complete review of your cardiac fitness and muscle tone, actually done in the shop by qualified staff. This would normally cost £30, but is available at half price for this month only. There are only a limited number of places available for this. So, to make a booking, phone 560 341. In addition, if you open an account, you get lots more special offers, including the chance to try out equipment at special openings. Now we go to Jane, who is going Now listen carefully and answer questions 11 to 16. Now we go to Jane, who is going to tell us about what's happening in town this weekend. Right, thanks, Andrew. And now on to what's new. And do we really need yet another sports shop in Bradcaster? Well, most of you probably know Sportsworld, the branch of a Danish sports goods company that opened a few years ago. It's attracted a lot of custom, and so the company has now decided to open another branch in the area. It's going to be in the shopping centre to the west of Bradcaster. So that will be good news for all of you who found the original shop in the north of the town hard to get to. I was invited to a special preview, and I can promise you, this is the ultimate in sports retailing. The whole place has been given a new minimalist look with the company's signature colours of black and red. The first three floors have a huge range of sports clothing as well as equipment. And on the top floor, there's a cafe and a book and DVD section. You'll find all the well known names as well as some less well known ones. If they haven't got exactly what you want in stock, they promise to get it for you in 10 days, unlike the other store where it can take up to 14 days. They cover all the major sports. Including football, tennis, and swimming. But they particularly focus on running, and they claim to have the widest range of equipment in the country. As well as that, a whole section of the third floor is devoted to sports bags, including the latest designs from the States. If you can't find what you want here, it doesn't exist. Before you hear the rest of the programme, you have some time to look at questions seventeen to twenty. now listen and answer questions 17 to 20 the shop will be open from 9am this saturday and if you go along to the opening then you'll have the chance to meet the national 400 metres running champion paul king who's coming along to open the shop and he will be staying around until about midday to chat to any fans who want to meet him and sign autographs then there will be a whole range of special attractions all weekend. There will be free tickets for local sporting events for the first 50 customers, and also a special competition open to all. Just answer 15 out of 20 sports questions correctly to win a signed copy of Paul King's DVD Spring Tips, while the first person to get all the questions correct gets a year's free membership of the Broadcaster Gym. All entrants will receive a special sports calendar with details of all Bradcaster fixtures in the coming year. One of the special opening offers is a fitness test, a complete review of your cardiac fitness and muscle tone, actually done in the shop by qualified staff. This would normally cost £30, but is available at half price for this month only. There are only a limited number of places available for this. So, to make a booking, phone 560 -341. In addition, if you open an account, you get lots more special offers, including the chance to try out equipment at special open evenings. That is the end of section 2. Rồi đáp án hả cao lớp ghi giúp thầy ha 11 tới 20 Ghi đi thầy đang coi trên điện thoại nè Các bạn ghi đi ha Thầy đang coi trên điện thoại ghi giúp thầy nhé Xong mình sẽ cùng kiểm nha Bạn nào mà có tiện thì cứ ghi luôn ha Thầy cho vài, thầy cho vài giây để ghi ha? Rồi, đáp án ha các bạn. Các bạn đợi chút. Không kiểm nhé. Đây, phần 2 đây. Thế nào cũng có bạn ghi nhầm. Mình xong 20 câu rồi đó. Rồi, sửa ha các bạn. Xong mình sẽ qua phần nâng cao. Cho các bạn nâng cao học luôn ha. Và bạn nào muốn thử sức sẽ luôn bài đầu chứ các bạn cứ thử sức thoải mái nha. Rồi mình cùng kiểm nhé. À chúng ta cùng đến với Jane người sẽ nói cho chúng ta về điều gì diễn ra vào cuối tuần này tại thị trấn Tanzania. Thế thông tin mới là gì? Thật sự chúng ta cần một cửa hàng khác, cửa hàng thể thao khác ở Brancaster hay không? Hầu hết các bạn đều biết rằng ha, là Sport World Một chi nhánh branch not brande, ha, branch the branch of a sports company thì nó branch of, nó đọc hơi dính lại ha. thì ở đây là chi nhánh nha các bạn còn cái chữ brande là thương hiệu nha đây là chi nhánh của đồ thể thao này và nó đổi cái chữ international thành à, đang mặt, ha nó mở vào vài năm trước và nó thu hút rất nhiều khách hàng ha và công ty cũng quyết định mở một chi nhánh khác hà nó cũng nó cũng nhắc lại cái đáp án là new hay là another another branch in in the area nó sẽ nằm ở trong trung tâm mua sắm phía tây to the west A uh, Precaster. Đã có dặn chưa rồi đó. Đây là thông tin tốt ha, cho những ai mà thấy cái cửa hàng cũ, cái cửa hàng ban đầu original shop này. Ở phía bắc của thị trấn là khó đến ha. Tôi mời được mời đến review ha, đánh giá đặc biệt và tôi hứa với bạn đây là một cái nơi tốt nhất về lĩnh vực bán lẻ sport retailing. Nguyên cả khu vực này cho chúng ta một cái nhìn tổng thể ha. Màu sắc một cái nhìn đặc biệt. Với màu sắc của công ty đó là đen và đỏ. Nè các bạn chú ý thông tin tiếp theo là ba tầng đầu tiên là on the floor 1 tới 3 ha. Ba tầng đầu tiên có đa dạng rất là nhiều, huge trend of, uh, half a huge trend of, có nhiều, có đa dạng đồ thể thao cũng như thiết bị gì là sport clothing, as well as equipment, vậy là clothing và tầng thượng là có cà phê và book và DVD ha thầy vẫn muốn các bạn nghe được mấy cái thông tin này luôn nha các bạn bạn sẽ thấy tất cả những nhãn hàng nổi tiếng ha và cũng như là những cái ít, ít nổi tiếng some less well known one nếu như họ không kiếm được chính xác cái bạn muốn trong kho ha họ hứa sẽ lấy cho bạn trong vòng 10 ngày vậy là 10 ngày ha nó có một cái điểm bảy nè đó là unlike the other store nơi là nó sẽ chỉ tới 14 ngày vậy là nó có thông tin 14 ngày ha nhưng mà lỗi đó là unlike hả từ môn chỗ nằm đây và thầy vẫn muốn các bạn hiểu chính xác ha họ có các loại thể thao chính luôn bao gồm football tennis và swimming đó nó đọc nhiều á nó đọc nhiều môn này các bạn nên nó, nó làm cho mình nhầm nè nhưng họ đặc biệt tập trung về party, particularly focus on chính là specializing in, specializing chuyên về thiết bị gì. Chuyên về môn thiết bị cho môn running chạy bộ ha. Họ hứa là sẽ có, họ khẳng định rằng là có nhiều nhất ha, sự đa dạng nhất, nhiều loại nhất các thiết bị trong nước. Cũng như vậy nguyên cả khu vực. Tầng 3 à dành cho các bạn học luôn từ vựng này cho thầy luôn ha be devoted to dành riêng cho thì nó sẽ nhiều ý lắm dành riêng cho việc học cái gì đó dành riêng cho cái gì giống như thời gian dành cho việc học à, chi phí dành cho việc gì hoạt động gì ví dụ như vậy thì ở đây theo ngữ cảnh ở đây là anh đang bán hàng đúng không vậy thì khu vực này dành riêng cho sport parts một từ thôi nghe các bạn mình chỉ ghi chữ bars thôi ha à có chừng nhầm đó không đó chú ý cho thầy cái điều kiện nó đưa ra luôn bao gồm những thiết kế mới nhất từ bạn nếu như bạn không thấy cái bạn cần thì nó sẽ không tồn tại rồi cái tiếp theo đến abc cái này cũng dễ thôi Chúng nó phần ba bốn mấy mấy đã ừ. Cửa hàng thì sẽ mở từ 9 giờ sáng chủ nhật này và nếu như bạn đi go along to the opening có nghĩa là đi khai trương các bạn. À, cùng đi khai trương ha, sau đó bạn sẽ có cơ hội gặp poking à, national champion poking. vận động viên đặc biệt đó. à cái cái người mà chạy gọi là gì quán quân của 400m đó ha. running champion. quán quân môn chạy học hồn cái người sẽ cũng đi khai trường shop luôn ha và anh ấy sẽ ở tới giữa ngày vậy là on Saturday morning giữa ngày các bạn hiểu là ở tới giữa ngày là chỉ buổi sáng thôi để trò chuyện với fan những người muốn gặp anh ấy và ký hình sau đó có nhiều cái sự kiện đặc biệt special attraction nó giống như special events các bạn có nhiều sự kiện thể thao cuối tuần vé miễn phí cho sự kiện thể thao cho 50 khách đầu tiên các bạn chú ý nè và có một cuộc thi đặc biệt ha cho tất cả mọi người trả lời 15 trên 20 nghe kỹ là nó 7 nè 15 trên 20 15 out of 20 tập nghe cái này cho thầy thì sẽ thắng được một cái DVD Sprint Vậy là DVD phải làm video á, làm 15 trên 20 nha nó đang hỏi là cả 20 thì cây này mới tới 20 nè. Đó các bạn thấy nó bẩy chưa? Người đầu tiên, vừa đầu tiên, vừa đầu tiên. Các bạn đợi chút. Cô thầy đang bị nhiễu ha các bạn đợi chút. Rồi rồi tiếp ha, hồi nãy nhiều cô thể bị nhiễu anh Người đầu tiên trả lời tất cả câu hỏi đúng là 20 đó Được cái membership Và... Tất cả những người tham dự à, Cái này thì sẽ nhận một cái calendar Vậy là tất cả người tham dự ha. Hả? Thầy muốn các bạn hiểu luôn nha À, một sự kiện đặc biệt đó là fitness test kiểm tra toàn diện nè sức khỏe tim mạch Korea fitness và sức mạnh cơ bắp ha được thực hiện tại cửa hàng bởi nhân viên lành nghề nó bình thường là 30 bản anh nhưng nửa giá tháng này vậy là tháng này rẻ hơn đó các bạn thấy chưa vậy là cô e trước ha tháng này rẻ hơn và chỉ có một số lượng hạn chế những cái chỗ cho chỗ này đăng ký trước make a booking nó tương đương với nghĩa là reserve a place đăng ký chỗ trước ha Rồi mưa luôn rồi các bạn bữa giờ không mưa bây giờ mưa rồi hết rồi ha các bạn make booking này đó rồi vậy thì cái phần mình sẽ qua cái phần nâng cao bạn nào muốn thử sức nâng cao ở lại tiếp tục luôn cả phần 3-4 ha à, gì ta rồi thì cái tài liệu thầy có để bên trên ha đang mưa lớn quá thì bạn nào chưa điểm danh có gì quay lên điểm danh giúp thầy ha rồi tài liệu ở trên thầy có gửi sẵn rồi à thì mới mới học Cambridge 9 nè à? còn cái phần bên dưới Cambridge 12 tới 8 thì cái này là cái bài thi cũ của các bạn nâng cao Ủa? bài thi kiểm trình độ chứ thì cái này là các bạn cơ bản vận dụng làm thử sức cho thầy phần 1, 2 luôn. Nếu mà chưa cứng thì cứ phần 1 là được. Điện tử là đủ rồi ha. Phần 1 chủ yếu điện tử thôi. Phần 2 cái này thì nó có cái phần ABC với lại biểu đồ. Nó khó chút. Thì các bạn có thể làm trước. Và cái đợt listening reading được sao là có thể cái này hoặc là bài mới ha. Hoặc là một bài mới nữa. Để tới đó thầy sẽ báo lại. Rồi ok thì bây giờ mình sẽ qua cái phần nâng cao ha rồi các bạn sẽ qua nâng cao nhé